Alo, alo, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách mà chúng ta chuyển từ một cái file văn bản, có nghĩa là file Word, cái file file text đó, qua cái file âm thanh. Thì có rất là nhiều bạn là yêu cầu mình có clip hướng dẫn, nhưng mà do lâu bu quá cho nên mình cũng chưa có thời gian. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip này để nói chi tiết về tính năng này ha, để các bạn mà có gặp khó khăn trong quá trình sử dụng á, thì mình tham khảo. Thì đầu tiên thì các bạn đăng nhập vào trong trang web ha. Nếu mà khi nào các bạn chưa có tài khoản á, thì các bạn tạo tài khoản thôi. Thì đầu tiên để mà dễ dàng sử dụng thì chúng ta vào cái góc trên bên phải nè, chúng ta bấm cài đặt tài khoản. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ vào cái mục là thiết lập mặc định. Cái thiết lập mặc định này nó có ý nghĩa là nó cho phép chúng ta chọn cái ngôn ngữ nào đó để khi mà chúng ta vào thao tác á, ví dụ như cái mẫu bot hoặc là mẫu vrom á, thì nó sẽ chọn sẵn cái ngôn ngữ. Ví dụ ở đây mình đã chọn sẵn tiếng Việt ha, rồi mình chọn sẵn những cái model của web. Ở đây thì mình cũng có sẵn luôn là cái ngôn ngữ của cái nhân vật mà mình sẽ sử dụng, rồi bấm lưu lại. Rồi ok, thế là xong. Bây giờ mình sẽ vào cái phần là chuyển văn bản sang giọng nói. Thì giao diện nó cũng đơn giản thôi. Thì do lúc nãy mình đã chọn là cho nên là tiếng Việt, cho nên là chỗ này nó sẽ mặc định hiện tiếng Việt ha. Còn nếu bình thường mình không chọn thì nó có thể nó ra tiếng Anh. Thì ở đây là những cái voice mà trên AlphaGPT nó có hỗ trợ sẵn. Thì giới thiệu sơ là ở đây mình thấy ví dụ những giọng có chữ anh B nè, Google nè, chị Cẩm Google, bạn thấy những cái voice nào có cái tên của cái nhà cung cấp dịch vụ ha, là mình sẽ để về cho mọi người dễ dễ hình dung. Còn những cái giọng mà của như Microsoft nè, là có Hoài My, Nam Minh ha, cái giọng này mọi người dễ xài. Còn những cái giọng của nhà cung cấp bên OpenAI thì OpenAI họ sẽ cho ra những cái giọng rất là hay ha các bạn. Thì mọi người mình cứ thử thôi. Ở đây mình thấy mọi người thường xài nhất là giọng của cái anh Onyx và cái giọng của anh Aloy. À, là thử cái giọng Onyx trước ha, bấm nghe thử. Ok, thì mình muốn sử dụng cái giọng nào thì mình cứ list vào đây để nghe thử. Mình thấy cái nào cái giọng nào nó hợp với cái văn bản của mình á, cái cách của mình thì mình sẽ sử dụng thôi. Lưu ý là ở đây chúng ta sẽ có cái số dư của tài khoản. Thì cái này do dịch vụ này là dịch vụ cao cấp ấy, cho nên chỗ này thì các bạn nào mà mới đăng ký lần đầu á, thì mình sẽ được cung cấp một khoản tín dụng gọi là giới hạn dùng thử thôi. Còn nếu bình thường mà nếu hết á, thì chúng ta sẽ mua gói dịch vụ ha, bên mình thực ra mình bán giá là cũng rất là bèo để cho mọi người sử dụng thôi, dạng như cũng bình dân. Thì cái số dư này được xác định là cái số dư ở chỗ này, để mình vào chỗ này cho các bạn thấy cho dễ hình dung, nó là cái ký tự ha, cái ví dụ như mình lấy đây, ở đây là 350.000 ký tự, là khi mình chuyển từ văn bản sang giọng nói là nó sẽ tính là ký tự các bạn nha. Còn khi nào mà chúng ta sử dụng bot mà để thao tác á, để chat á, hoặc là bot trả lời ra là nó sẽ tính theo từ ha, lưu ý ha, chúng ta nên phân biệt cho đó. Rồi bây giờ quay lại cái chỗ chuyển văn bản sang giọng nói. Thì cái menu ở đây có thể là nó hẳn bên trong á, này mình đem ra ngoài cho mọi người dễ xài. Rồi khi mình chọn cái ngôn ngữ sẵn hết thì mình sẽ ở đây có lưu ý nè, các voice trên tiếng Anh sẽ không hỗ trợ hiệu ứng giọng đọc. Mình tô khối văn bản để chọn hiệu ứng bên dưới, có nghĩa là chỗ này là cái chỗ chúng ta sẽ nhập vào văn bản để cho nó chuyển từ văn bản sang giọng nói. Ở đây mình có cái hướng dẫn nằm bên trong nè, ví dụ như mỗi khung nè, đây là khung ha. Mỗi khung của nó thì nó hỗ trợ, hiện tại là mình cho 5 khung nhưng mà ở đây chắc mình chưa sửa đó, đây 3 khung. Thì ví dụ như bạn sẽ thao tác thế này đấy,
Khi nào mà đạt maximum giới hạn thì nó sẽ thông báo lỗi thôi. Nhưng mà mình khuyến nghị là mọi người sử dụng có cỡ một khung hai khung để cho nó đạt cái hiệu quả cao ha. Tại vì nhiều khi do mạng dạo này đứt cáp á, cho nên cái đường truyền nhiều khi nó sẽ không có ổn định. Rồi bây giờ mình sẽ chọn các cái file định dạng, thì giọng cái giọng mà bạn cứ lưu ý thôi, chỗ này nè đó, nếu bạn chọn được giọng nào ha, bạn chọn cho đây trước, rồi bạn chọn ở đây, nếu bạn chọn được cái chỗ nào có nghĩa là dịch vụ đó sẽ cung cấp được cái giọng đọc và cái chất lượng file ở chỗ này ha. Ví dụ như bình thường mình sẽ chọn file MP3, rồi bây giờ mình nhập thử như bản cho đây nha, rồi lại đi em vừa lấy bot bạn chờ xíu để mình lấy cái một bot nó qua thử bóp 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 vào phi đi mình lấy thử mình lấy thử một chuyện này ha. À, mình sẽ chuyển tất cả các câu chuyện của bác và Phi này đi qua file thanh này. Bạn để ý nha, khi mình dán nhân bản này vào thì ở đây nó sẽ điếm cái character là ký tự ha, ký tự ở chỗ này nó hỗ trợ là max là 5.000, nhưng mà do khoảng trống do những cái từ đặc biệt á thì khuyến khích mọi người chọn chỗ này tối đa là cỡ 4.000 và 4.500 là ok nhất. Thì nếu muốn giọng đọc nhanh chậm thì mình sẽ chọn cái này, nhưng mà lưu ý là giọng đọc tiếng Anh không hỗ trợ giọng, không hỗ trợ hiệu ứng, có nghĩa là nếu bằng tiếng Anh thì mình sẽ không có chọn. Nếu chọn thì sao, nếu chọn thì mình sẽ tô khói thế này ha. Rồi mình chọn hiệu ứng và giọng đọc, ví dụ tốc độ nè, nhanh chậm trung bình, ví dụ nhanh đi đấy, thì nó sẽ gắn vào đây một cái mã đó, chặn đầu chặn cuối như thế này để nó nhận diện được chỗ này là nó sẽ xử lý văn bản cái file âm thanh mình xuất ra nó sẽ nhanh hay chậm. Rồi do cái này tiếng Anh nó không hỗ trợ ha, cho nên mình sẽ tắt, nên là mình để thử cho mọi người thấy. Rồi ok, rồi xong. Thế là ở đây mình nhắn nghe thử cũng được, hoặc là nghe đây cũng được. Tại vì ở đây tại sao có chỗ này, tại vì nhiều khi ở đây nó có nhiều khung á, nhiều khung như nè, ví dụ như đây khung nữa đấy ấy, thì mình nghe từng khung đúng không? Mình nghe từng khung, những khung này nó ngắn đó, gì đó vậy đó ấy, thì mình nghe cái khung chỗ này đó, nó dài nghe đây, còn mình nghe chỗ này nghĩa là sao, nó tổng hợp hai khung này, khung trên khung dưới à, thì mình bấm tổng hợp là sẽ tổng hợp là nó lấy hết hai khung này à, giờ mình thử một khung trên thôi. Thì nếu lúc đầu mình đã chọn cái giọng đọc mình gợi ý thì chỗ này mình khỏi cần nghe lại cũng được, hoặc là mình bấm nghe lại rồi nó có file sẵn đó, rồi mình tải gì cũng được. Cái đây giờ mình bấm nghe thử nha. Rồi, mọi người chờ chút xíu nha. Đấy, thì vậy vậy là xong. Ở đây mình muốn tải file về thì mình cứ nhắn vào đây ha, nhắn chỗ này. Lưu ý là nếu mình bấm tổng hợp á thì cái file sau khi mà nó tạo như thế này á, nó sẽ nằm dưới đây. Hay ví dụ mình bấm ví dụ mình bấm thôi mình bấm tải cả cái gì trước đi. Đó, thì mình sẽ tải file này gì trước nè, mình sẽ tải về. Đấy. Rồi tổng hợp thì mình bấm đây để nó tạo file xuống đây. Thực ra cái này là mình một trong hai bước này thôi, cái nào cũng được. Tại vì khi mình đã lưu về file, mình lưu trên máy rồi thì mình không nhất thiết phải phải lưu trên hệ thống. Đấy. Đây là xong. Thì ở đây mình có thể mình nhắn nghe lại, hoặc là mình muốn tải về cũng được. Muốn tải về thì mình nhắn cái này thôi.
mình nhấn chỗ này thì nó sẽ hiện ra cái khung để cho mình nghe thử. Đấy, mình sẽ nghe thử rồi mình tải về luôn. Hoặc là mình nhấn chỗ này cũng được. Đấy, mình nhấn chỗ này nè. Đấy, mình download. Đấy, hoặc là mình nhấn chỗ này download. Cái nào cũng được. Rồi, ok. Cái này là lưu ý hiện tại ha, là cái kho dữ liệu nè. Là mình sẽ có cái ngày hiện tại thôi. Nó sẽ ngày quá khứ, nó sẽ không nằm đây. Cái ngày quá khứ nằm đâu? Là nó nằm ở chỗ đây. Ở sổ tay nè. Rồi sổ tay nằm đâu? Sổ tay sẽ nằm dưới đây. Đây, chỗ này. À, cái này do mình chưa có tạo gì hết cho nên là chỗ này nó trống, thì cái tất cả bản ghi này là lòng tiếng đấy, hai cái file âm thanh mình mới ghi nè đấy, mọi người thấy không đấy, có nghĩa là những ngày cũ mình tạo âm thanh đó thì nó sẽ nằm dưới đây không, tất cả còn lưu hết nha. Lưu ý là đối với tài khoản miễn phí đó, thì mình sẽ cho lưu trong vòng 1 tháng. Còn nếu mà tài khoản các bạn đăng ký rồi subscribe á thì nó sẽ lưu trữ cái mãi nha, không có bị hết hạn. Đấy, giờ đây thì mình tải bình thường thôi. Ok, cơ bản thì cũng như vòng vòng có bao nhiêu thôi chứ không có gì khó. Rồi, ok, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha.